Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi tất cả các dòng điện thoại nha. Số địa chỉ là số 321 Tăng Sơn, phường 15 Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trang fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile, mình có để đường link dưới phần mô tả video nha. Số điện thoại liên hệ của bên mình là 0839 444 400, số thứ hai là 06 08 748 nha. Số thứ ba là 058 53 5000. Thời gian làm việc của bên mình là từ 8 giờ 30 sáng nha. Anh em ở tỉnh mua máy của bên mình thì vui lòng cọc cho bên mình trước phí ship nha. Số tài khoản ngân hàng có để dưới phần mô tả video. Bên mình thì sẽ bảo hành cho mọi người là 3 tháng một đổi một đối với hàng chính hãng nha. Xách tay thì tùy theo dòng máy. Rồi. Đầu tiên hôm nay mình giới thiệu cây này là cây Poco X3 Pro nha, RAM 6128. Con này thì ngoại hình nó hơi trầy tí nha đây. Giá bên mình bán là 4 triệu 1, RAM 6128 GB. Con này thì chạy con chip Snapdragon gần là 860. Poco X3 Pro. iPhone 11 Pro Max 64 GB. Máy thì đẹp 99, pin 89, giá là 13 triệu 7 nha, 11 Pro Max nguyên zin. Ngoại hình đẹp keng nha mọi người. Xiaomi Mi 11 Lite 4G, RAM 6, RAM 8128 nha, ngoại hình đẹp 99, 4 triệu 950 nghìn, máy đẹp keng. Con này thì chạy chip Snapdragon 730 nha, màn hình OLED, nó thì rất là mỏng luôn. Redmi Note 10S, mình có hai màu, trắng và đen. RAM 8128, ngoại hình đẹp 99 nha, 4 triệu 150 nghìn. Redmi Note 10S 4150 nha. Samsung Note 10 Lite, RAM 8128, con này màn hình nó lưu ảnh nhẹ thôi nha. Giá là 4 triệu 850 nghìn. Ngoại hình nó thì tầm 97% nha, những con này thì viền nó rất là dễ bong. Samsung Note 20 Ultra 4G, con này màn hình nó có một cái chấm bằng đầu kim thôi, nhìn nói chung là nhìn sẽ không thấy đâu. Đây, bằng đầu kim thôi nha, bằng hạt cát, bằng là giá bên mình bán thì với giá là 9 triệu rưỡi nha, màn hình đốm Note 20 Ultra 4G, nó có hửa sáng một tí chỗ này nha, chỉ có 9 triệu rưỡi thôi nha. iPhone 11 bản 256 GB, pin 83, ngoại hình đẹp 98, 10 triệu 250 nghìn nha, iPhone 11. Mình còn một cây 11 Pro, giá bán là 11 triệu 64 GB quốc tế nha. Vivo V20 RAM 8128, 4 triệu 2, ngoại hình 98 nha. Samsung A52 5G, 6 triệu, A52 5G. Galaxy S21 FE 5G, RAM 6128, ngoại hình đẹp 98% nha, giá là 10 triệu. S21 FE 5G. Samsung Galaxy Note 10 LED 5G, con này thì ngoại hình 98 nha, giá bán là 7 triệu 2, Note 10 cộng 5G. A52s 5G, ngoại hình đẹp 99, keng, 6 triệu 4 nha. Sony Xperia 1, RAM 6 bao nhiêu trong 64, ngoại hình đẹp 99, 3 triệu 950 nghìn. Oppo Reno 5, màn hình nó ám nhẹ, rất là nhẹ thôi, 4 triệu 350 nghìn. Samsung Galaxy S21 Plus 5G nha, 11 triệu rưỡi, mình có hai màu, đen và bạc, ngoại hình đẹp keng. Samsung Note 10 LED 5G, 7 triệu 650 nghìn nha, ngoại hình đẹp 98% nha mọi người, 7 triệu 650 nghìn. VinMax Star 5, RAM 3 bao nhiêu trong 64, 1 triệu 950 nghìn nha. Xiaomi Redmi 9T 2 triệu 8, RAM 4 bao nhiêu trong 64 GB. Xiaomi Mi 11T Pro nha, RAM 12, bộ nhớ 256, ngoại hình đẹp 99. Cây này có hai màu, đen và trắng, giá là 9 triệu 2. Samsung Note 10 LED, máy đẹp 98 nha, 7 triệu 3, Note 10 LED 5G. Oppo A54, RAM 4, 128 GB, 3 triệu 350 nghìn nha, ngoại hình đẹp 98 nha mọi người. Oppo A52 RAM 6128, máy đẹp 98, 3 triệu rưỡi.
Oppo Reno 5, máy đẹp 98 nha, 4.750.000. Oppo Reno 5, con này bị cắn góc một tí, giá là 4.250.000 nha, rẻ hơn được 500.000 nha mọi người. Oppo Reno 5A RAM 6 128, 4.400.000. Reno 5A. Reno 5A mình có hai màu nha. Con này thì nói chung là chạy chip mạnh nha mọi người, chip Snapdragon là 765. Oppo A95 RAM 8 128, 4.800.000 nha. Máy đẹp 99, A95 mình có hai màu nha. Màu trắng và màu đen. Xiaomi Redmi K30 5G 3.250.000. Con này thì viền nó bị tróc thủy một xíu nha, không ảnh hưởng nha mọi người. Con này chạy chip Snap 765. Màn hình con này thì 120Hz nha. Xiaomi Redmi 10 RAM 6 bộ nhớ trong 64, nó trầy nhẹ nha. RAM 6 128 chứ, nó trầy nhẹ. Giá là 3.250.000. RAM 4 bộ nhớ trong 64, máy đẹp như mới, cũng giá là 3.200.000 nha. Samsung M3 12 RAM 8 128, máy đẹp 97, giá là 4.150.000. Oppo Reno 6Z 5G nha, máy đẹp keng, 5.750.000. Mình có máy chạy tầm 98 thì giá là 5.500.000. Oppo A55 nha, giá là 3.550.000, ngoại hình đẹp 99. RAM 4, bộ nhớ trong là 64GB. VinMax Zoe 3, RAM 2, bộ nhớ trong 32 nha, 1.600.000. Samsung Z Flip 3, Z Flip 1 nha. RAM 8 bộ nhớ trong 256GB, bảo hành tới 24 tháng 8 2022. Z Flip 1 còn bảo hành chính hãng nha. Giá bán của bên mình chỉ có giá là 8 triệu 9. Galaxy Z Flip 1 8 triệu 9 nha. Hàng chính hãng. Mình có Galaxy Z Flip 3 giá là 13 triệu 8 nha. Z Flip 3 13 triệu 8. Oppo A91 3 triệu rưỡi, máy đẹp 98 nha, A91. Oppo A74 4 triệu 1, A74 máy đẹp. Oppo Reno 6 5G máy đẹp 9899 nha, 7 triệu rưỡi nha. Reno 6 5G mình có máy đẹp 98% đây, trầy nhẹ, giá là 7 triệu 2 nha, 7 triệu 2 thôi. Đây, hai cái màu bạc luôn, giá là 7 triệu 2 nha. Màu đen đẹp keng, 7 triệu rưỡi. Realme C3 RAM 3 bộ nhớ trong 32GB, pin 5000. Giá là 1.850.000 nha. Realme 5i RAM 4 bộ nhớ trong 64, 2.250.000. Samsung A12 RAM 6 bộ nhớ trong 128 và RAM 4 128 luôn nha. RAM 6 thì cái này máy hơi trầy tí, giá là 3 triệu nha. Hơi trầy tí là 3 triệu. Máy đẹp keng là 3250, còn RAM 4 thì giá là 2.950.000 nha. A12 thì mình có hai màu xanh và đen, đầy đủ màu cho mọi người luôn. Samsung M32 máy đẹp nha. 98 4.350.000. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 4G máy đẹp 13 triệu rưỡi. Galaxy S10 2 SIM hàng chính hãng nha, 5 triệu. Realme GT Neo nha, RAM 8 128 máy đẹp 98, con này chạy chip Dimensity 1200 nha, giá chỉ có 5 triệu 6 thôi. Realme GT Neo. Realme C21i RAM 4GB nha, 2.850.000. Xiaomi Redmi Note 11 3.800.000 nha mọi người. RAM 4 128 3.800.000. Mình có RAM 4 bộ nhớ trong 64, giá là 3.650.000 nha. Samsung S20 FE nha, giá là 7.200.000, bản 2 SIM là 7.200.000 nha. Bản 1 SIM, giá bán của bên mình chỉ có giá là 7 triệu thôi.
Oppo A74 5G 4.150.000 nha. Con này thì ngoại hình nó hơi trầy do sợi ốp nha. Máy đẹp keng, giá là 4 triệu tư. A74 5G. Vivo i50 RAM 8 128 3.350.000 nha. Vivo i53S, con này máy đẹp 98, 4.250.000. Nokia 5.3, máy đẹp 97 nha, 2.1 triệu, RAM 3, bộ nhớ trong 64. Những cây này nó chạy Android One siêu mượt. Vivo i72 5G, RAM 8 128, 4.250.000, máy hơi trầy tí nha. Máy đẹp keng, 4.550.000. Realme C21i, RAM 3, bộ nhớ trong 32GB nha, 2.500.000. Realme 8 Pro 5.150.000, đẹp keng, Realme 8 Pro. Realme 8 nha, giá bán là 4 triệu tư, Realme 8. Mình có hai màu bạc và đen, máy đẹp keng nha. Realme C11, RAM 2, bộ nhớ trong 32, con này là phiên bản 2021 nha mọi người. C11 1.750.000. Con này là con Realme 7 Pro 4.350.000, máy đẹp 99 nha. Realme 7 Pro. Vinmax Aris nha, Aris thì mình có RAM 6GB thôi. Giá là 3.500.000. Con này là con điện thoại Bitson nha, một con máy chống va đập nè, chống nước, một con máy siêu bền nha. Giá là 3.300.000. Con này thì pin được 5.000, RAM là 6, bộ nhớ trong 128GB. Xiaomi Redmi Note 11S nha. RAM 8 128, 4.950.000, Note 11S. Đẹp keng nha. Có sạc thay zin theo máy 33W nha. Xiaomi Mi 11T. RAM là 8128 màu đa sắc nha, 7.500.000 thôi. Full box. Đây, 7.500.000 nha. Mi 11T. Những cái này là hàng chính hãng, vẫn còn bảo hành ở hãng rất là dài nha. Xiaomi Redmi K40, 6.500.000, RAM 6 128. Con này thì chạy chip Snapdragon là 870, màn OLED rất là đẹp luôn. 6.500.000 nha. Mi 11T tiếp nha. Mi 11T thì mình có hai màu đen và bạc nha. Giá đồng giá với nhau, 7.500.000 full box. Mi 11T. Galaxy S21 FE, máy new nha. RAM 8 128, máy mới chưa sử dụng. 12.500.000, máy mới nha. Máy đã sử dụng rồi, 11.500.000, RAM 8 128, màu đen. S21 FE 5G. Đồng hồ Galaxy Watch 3 2.900.000 nha. Full box. Galaxy Watch 3 đây, 2.900.000. Mình có màu đen và màu đồng luôn nha, hai màu. Galaxy Watch 4 3.500.000, size 40, con kia size 31 nha. Realme C21i, RAM 4 GB, máy new. Máy mới nha. Giá là 3.150.000, máy mới. C21i, RAM 4 GB, 64 GB. Samsung Note 20 Ultra 5G nha. Con này thì xách tay Hàn Quốc, máy đẹp 99. Giá bán của bên mình là 14 triệu nha. Note 20 Ultra phiên bản 5G. Samsung Galaxy Note 10 5G. Máy đẹp nha, 5.850.000 Note 10 5G nha. Hôm nay mình về được có 2 3 cây Note 10 5G thôi. Đây, 5.850.000. Những hôm nay giờ nói chung là rất là ít hàng về luôn. Galaxy S21 5G, sách tay Hàn Quốc nha.
một sim, máy đẹp 99, giá là 9 triệu nha. S21 5G, sắp tay Hàn Quốc 9 triệu. Có một cây này, màn hình nó có một cái chấm nhỏ đây, đây. Chấm nhỏ tí rồi nha. Cây này thì bên mình bán với giá là 7 triệu 7. 7 triệu 7 nha, S21 5G, sách tay Hàn Quốc, chạy chip NAS 7 triệu 7. Oppo A7 1 triệu 850 nghìn nha, Oppo A7 RAM 4GB. Samsung S21 Ultra 5G nha, hàng chính hãng, máy đẹp. Giá bán của bên mình là 14 triệu rưỡi nha, 14 triệu rưỡi. Note 21 S21 Ultra 5G 14 triệu rưỡi. Oppo R17 Pro nha, cây này thì hơi trầy nhẹ. Giá bán của bên mình là 3 triệu 250 nghìn, R17 Pro nha. 3 triệu 250 nghìn. Hôm nay mình có được hai cây S10 5G nha, hai cây S10 5G thôi. Cực kỳ hiếm hàng luôn nha. Giá bán của bên mình là 5 triệu 6 và cây này 512GB là 5 triệu 8 nha. S10 5G hôm nay giá nó hơi lên một xíu nha mọi người.